Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành mạnh." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay trên người ấy và nói: "Ta muốn, ngươi hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy lành mạnh. Nhưng người nghiêm nghị bảo hắn đi ngay và dặn rằng: "Ngươi hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, nhưng hãy đi trình diện với thầy trưởng tế và dân của lễ vì được khỏi bệnh, theo luật Môi-se, để các ông chứng nhận cho." Nhưng vừa đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài, trong những nơi vắng vẻ, và thiên hạ từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa quý cộng đoàn thân mến, chúng ta biết rằng theo đức tin dạy chúng ta, đau khổ không phải là một cái gì đó Thiên Chúa trừng phạt chúng ta. Nhưng qua sự đau khổ, chúng ta cảm nghiệm được cái mầu nhiệm để được mời gọi và một cái mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta bám vào Chúa nhiều hơn và cần đến nhau nhiều hơn. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một cái hình ảnh đặc biệt của sự đau khổ, đó là bệnh phong cùi. Bệnh phong cùi hiện tại chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có bệnh phong cùi, ngày nay cũng có, nhưng họ đã chữa được. Và có ngay cả những vị thánh, vị linh mục đã hy sinh sống với những người cùi. Theo cái phong tục của thời Chúa Giêsu thì những người cùi, chúng ta nghe trong sách Lê Vi bài đọc 1 đã nói rõ về cái đời sống của người bị bệnh cùi. Vì lúc đó họ chưa chữa được và đặc biệt họ phải bị rời xa gia đình của họ, sống ở ngoài thành phố. Rồi cái điều đau đớn hơn nữa là họ bị một cái mặc cảm, đó là tội lỗi. Thiên Chúa không có thương xót họ nên họ phải bị những cái cơn bệnh đó và họ không được vào đền thờ. Cái đau khổ của thể xác là một phần và họ chỉ biết chờ chết mà thôi vì không có cách chữa. Nhưng rồi hơn thế nữa, đau khổ hơn nữa là họ chết trong tuyệt vọng, nghĩ rằng Chúa sẽ không xót thương họ. Chết trong thể xác cũng như trong tinh thần. Nhưng thay vì ngồi đó để chờ chết thể xác và tinh thần, cái người cùi ngày hôm nay anh ta đã đến với Chúa. Và khi anh ta đứng xa xa, anh ta rao truyền: "Giêsu hãy cứu tôi", thì Chúa Giêsu đã động lòng thương. Chúa Giêsu động lòng thương vì cái niềm tin, sự khiêm tốn, lời cầu xin khiêm tốn của anh ta. Anh ta cầu xin như thế này: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi." Nếu Ngài muốn có nghĩa rằng Ngài chữa được, nhưng nếu Ngài muốn. Còn nếu mà Ngài không muốn thì cũng không sao. Đó chỉ là lời, một cái lời cầu xin khiêm nhường. Đôi khi đời sống của chúng ta cầu xin Chúa và chúng ta bắt đầu đặt điều kiện: "Thưa Chúa, xin cho con được cái job này, được công ăn việc làm này. Nếu mà Chúa không cho thì con không đi lễ. Chúa cho con được cái này, được cái kia thì con sẽ cho Chúa được cái này, cái này, cái kia. Chúa không cho thì con cho ít lại, hoặc con không cho luôn." Chúng ta đặt điều kiện với Thiên Chúa. Chúng ta đến với Chúa hoặc phó thác: "Xin Chúa, nếu như đó là ý Chúa." Và Chúa Giêsu đã đọc
cầu nguyện cái câu này ngay trên trước khi Chúa Giêsu bị đóng đanh. Xin hãy cất chén đắng đây đi, nhưng nếu đó là ý Chúa, sự phó thác hoàn toàn. Và thưa ông bà và anh chị em, vì cái lời cầu xin khiêm nhường đó, Chúa Giêsu đã đi đến với anh ta, không chỉ đứng xa xa mà không kêu hey you come here. No, Chúa Giêsu đã đi đến nơi anh ta, vì anh ta không được đến gần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi đến, và Chúa Giêsu không chỉ đi đến, nhưng Chúa Giêsu đã giơ tay và chạm vào người anh ta. Đó là cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu đó khi Thiên Chúa gửi Chúa Giêsu đến trong đời sống của chúng ta, chết cho tội lỗi của chúng ta. Ngài không có chỉ ở trên trời và phán, nhưng đưa con của mình đến trong thế gian. Và rồi con của mình cũng rửa chân cho các tông đồ và cùng đi với chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa Giêsu lại một lần nữa đi vào lòng của chúng ta và thay đổi chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhận thức được những cái đau khổ, những cái khó khăn của chúng ta, và phó thác và xin Chúa thay đổi. Trong cái đời sống, trong cái mục vụ, thì con có nhiều lần nghe những người tâm sự như thế này: thưa cha, con là một người tội lỗi, con không được rước lễ nên con không đi lễ. Phục vụ cộng đoàn đòi hỏi những cam kết và yêu cầu nhiều quá, thôi con không vô hội đoàn nào. Vợ hay chồng của con không có hiểu con, vì vậy con không có chia sẻ gì với họ, con chia sẻ ở bàn nhậu dễ hơn. Không ai hiểu con, cha mẹ không hiểu con, cha mẹ lo công ăn việc làm, cha mẹ không muốn nói chuyện với con, nên con tìm kiếm bạn bè rượu chè hút sách. Có quá nhiều trong xã hội ngày hôm nay, đảng nào cũng có cái xấu của họ, do đó tôi không đi bầu. Đó là những cái lý do mà chính chúng ta tách rời chúng ta ra mối quan hệ với xã hội, với gia đình, với tha nhân, với Thiên Chúa. Chính những giây phút đó là chúng ta trở thành những người cùi trong đời sống đức tin của chúng ta. Không ai bỏ xa chúng ta, Thiên Chúa không rời xa chúng ta, nhưng chúng ta chọn con đường tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa và những người xung quanh. Mà chúng ta học được bài học từ người cùi ngày hôm nay là ông đã nhận thức được cái yếu đuối của mình, cái xã hội coi thường mình, nhưng ông đã vẫn tiếp tục đến với Chúa khiêm nhường cầu xin, và ông đã được cứu chữa. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai là chúng ta học được từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu ngài đi đâu rất là đông người đi theo Chúa. Ở xa xa có một người nói: ngài ơi, hãy cứu tôi. Và Chúa Giêsu đã lắng nghe tiếng kêu vang đó. Chúa Giêsu đến, đến gần hơn và đụng chạm vào anh ta. Vậy chúng ta là con cái, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để làm những điều như thế. Ngay trong gia đình chúng ta, ngay trong cộng đoàn của chúng ta, có những người đang cần chúng ta chạm đến. Nhưng chúng ta một cách nào đó, chúng ta lơ là nhau. Ví dụ như trong đời sống hôn nhân, có một chị đến chia sẻ với con: thưa cha, con làm cái tóc, bỏ mấy trăm đô ra làm cái tóc rồi, mà 2-3 tuần sau ông chồng ông mới nói là hình như em có cái gì lạ lạ. Bỏ bao nhiêu trăm đô để làm cái tóc mà 3 tuần sau ông mới kêu hình như em có cái gì lạ lạ. Không có quan tâm tới vợ. Đấy, rồi một con có một cái linh mục, con gặp anh đó, rồi con thấy anh đó không có vui, nhìn cái mặt đó, không có vui, nên con mới nói là cha, hình như là cha không có cái gì được được khỏe hay là có cái gì đó, cha muốn chia sẻ không? Thì ngài nói không có gì, tất cả mọi sự đều tốt lành, nhưng mà con nhìn là con biết không có gì. Nên con một lần ngồi họp cái ban cố vấn với đức giám mục, thì con có nói với đức giám mục là ông cha đó là ngài phải để ý có gì đó,
Thì Đức Giám Mục nói thì cũng hỏi nó, hỏi cha đó cũng nói không có gì. Không có gì thì thôi. Nhưng gần một năm sau là cha đó quyết định bỏ tu. Nếu chúng ta không có để ý tới những ai đó, có thể chúng ta không cứu được người đó. Và khi chúng ta để ý được, nhưng mà cái người đó phải mở lòng, thì họ mới được cứu vớt. Và trong đời sống hôn nhân quay lại, thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta không có để ý nhau. Những các cô vợ ở đây, nhiều khi chồng vừa mới mở cửa ra, trước khi mình sai chồng làm điều gì, mình nên nhìn mặt chồng coi hôm nay nó có vui hay không. Đi làm về mà mặt mày đang bực mình đó, mà kêu anh làm cái này, anh làm cái kia, dĩ nhiên nhiều khi bị sạc cho một cái. Nên chúng ta càng để ý nhau thì chúng ta càng mang hạnh phúc đến với nhau, vì sự cảm thông. Vậy trong đời sống hôn nhân, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống công ăn việc làm, đời sống cá nhân, nếu chúng ta cảm thấy chúng ta không được vui, gia đình chúng ta không được hạnh phúc, thì chúng ta phải mở lòng ra và đến cầu xin Chúa, cũng như đến gặp các linh mục, đến gặp các nhà tâm lý để xin họ cứu vớt mình. Bây giờ mình chỉ có những cặp gia đình con thấy mới có 50 tuổi thôi mà gia đình không có vui vẻ. Tại sao mình phải sống 50 năm nữa mà không vui vẻ? Trong khi đó chúng ta phải hy sinh một tí nào đó thôi, thì 40, 50 năm tới chúng ta sẽ có những giây phút hạnh phúc. Nhưng tại sao chúng ta vùi chúng ta vào những cái đau khổ đó? Không ai làm chúng ta cả, chính chúng ta đang giết chết chúng ta. Và Chúa Giê-xu nói hãy đến với Thầy, vì ách Thầy nhẹ nhàng. Đi lễ không là một chuyện, nhưng cầu xin và xin Chúa hướng dẫn chúng ta gặp những người có thể thay đổi đời sống cá nhân, đời sống gia đình và mối tương quan của chúng ta với những người xung quanh. Vậy chúng ta đến xin Chúa cho chúng ta hai điều đó: biết khiêm tốn cầu xin Chúa cứu chữa chúng ta, gia đình chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta đôi mắt để chúng ta thấy được những người xung quanh ngay trong gia đình chúng ta đang gặp khó khăn, để rồi chính chúng ta dùng lời Chúa cũng như tình yêu thương bác ái có thể thay đổi hay cứu vớt linh hồn của họ. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những công việc chúng ta làm, để chúng ta trở thành những nhà truyền giáo như anh Cùi trong ngày hôm nay, ra đi rao giảng niềm vui cho những người xung quanh. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.